À, vâng, Sốt Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác kênh nhâm đam mê đi bẫy chim, bẫy cuốc, đa đa, bìm bịp, chồn đen. Thì hôm nay là đầu xuân năm mới, em lại lên một cái video chúc sức khỏe các bác kênh nhâm, bạn bè trên mọi miền Tổ quốc một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Thì hôm nay lại xin giới thiệu cho các bác một cái dòng loa WS898 phiên bản mới nhất của 2022. Thì như bác thấy là cái mẫu này thì bên em là luôn luôn là nhập những hàng mới nhất. Đấy. À, phiên bản mới nhất để phục vụ anh em, hàng loại 1 anh em nhé. Anh em là yên tâm là hàng loại 1, những anh em là hàng chuẩn chỉnh. Đấy. Khi các bác nhận hàng, các bác mở ra kiểm tra đấy, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em. Đấy, như bác thấy là bên em thì là cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, nên bán tất cả những dòng loại loa, từ loại rẻ tiền cho đến hàng cao cấp. Thì hôm nay giới thiệu cho các bác là cái dòng loa WS898 này, là cái dòng loa phổ thông. Đấy, hợp túi tiền cho anh em. Đấy. Nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đấy, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em, yên tâm không phải cọc cạch gì đâu nhá. Phiên bản này là phiên bản kết nối Bluetooth. Đấy, phiên bản kết nối Bluetooth qua điện thoại. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em. Đấy, các bác có thể không cần tiếng, các bác lấy tiếng trên mạng đánh cũng được. Đấy. Cái mẫu này thì loa của nó màu dàn di các bác nhá. Đấy. Và vỏ là vỏ nhựa anh em nhé, vỏ nhựa. Đấy. Trên đỉnh này nó có hai nút. Đấy, hai nút xa nhau, một nút là mở nguồn cũng là tắt nguồn, còn một nút là bát nước chép anh em nhé. Đấy, phụ kiện thì đầy đủ như các bác thấy trên hình đây, là một cái sạc của loa này, một cái dây đeo này. Đấy. Một cái mic nói hay còn các bác còn gọi trợ giảng này. Đấy. Một cái điều khiển này, bàn phím màu trắng này anh em nhé, điều khiển màu trắng này. Đấy, mở cho các bác xem này. Đấy. Vuông vuông rất là đẹp, và có khi là hai hoặc có khi là ba viên pin tiểu như này các bác nhá. Đấy. Nói chung hàng như nào là em gửi cho các bác như thế, một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Trung các bác nhá. Đấy. Một cái túi đeo loa màu dàn di anh em nhá. Đấy. Giá tiền thì tại thời điểm này thì bên em vẫn đang bán là 430.000 đồng, đấy, đã bao gồm cước phí vận tận nhà các bác rồi. Đấy, nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm là các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em. Đấy. Khi các bác mua hàng thì bên em đầu xuân năm mới thì vẫn là lì xì cho bác một đơn hàng. Đấy, một tờ như này anh em nhé, để lấy may. Đấy. Nên các bác nhanh tay đặt hàng trước ngày mùng 1, ngày 15 tháng 1 là bên em sẽ lì xì cho anh em. Thế còn các bác mà mua sau thì bên em sẽ không lì xì nữa các bác nhé. Đấy, lì xì đầu năm là trước 15 tháng 1 anh em nhé, là bên em mỗi một đơn hàng, các bác cứ đặt hàng bên em là bên em sẽ lì xì cho các bác một tờ 50.000 đồng. Đấy. Nói chung là anh em thì lỗ lãi không quan trọng, nói chung đầu xuân năm mới anh em cứ đặt hàng bên em là sẽ có quà anh em nhé. Đấy. Cũng không to gì đâu, nhưng mà thôi thì gọi là lì xì cho bác để các bác ủng hộ bên em, cũng như là các bác đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho bên em các bác nhé. Một cái video rất là ngắn, hàng mới về để phục vụ các bác trong cái dịp đầu xuân năm mới 2022. Em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.